anh chị nhìn đi, đó pin là ở trong tình trạng 100% sạc một hai lần đó, còn bảo hành nguyên hộp hết luôn nè. Đây anh chị thấy không, nó có sách mách có chứng chứ em Cường, đâu phải là nó khơi khơi. Sạc 36 lần pin trăm nè. Rồi cái con này là M2 nè, RAM 24GB ổ cứng 1T, M2 13 inch, đâu phải dễ kiếm trên thị trường anh chị, mát option rồi ha, mà nó ở trong cái tình trạng đẹp như thế này, tiết kiệm cho anh chị mười mấy củ. Trời ơi, đâu ra em Cường xăng đỏ con mắt mới ra này, nói thiệt. RAM 24GB nè anh chị, à quên lộn, cái này RAM 16GB. À còn bảo hành đến 24 tháng 2 2025, RAM 16 512 nè, pin 100%. Thì bây giờ mình khó quá, thành ra là em nói là những cái anh em bạn hàng là riết là muốn chạy mặt em hết trơn rồi. Nhưng mà thôi, em nói là ai hiểu em á thì ở lại làm việc với em. Thật ra thì cái đó là cái nỗi khổ của em. Khi mà em đem đến cho cô chú anh chị những cái sản phẩm này nè, thì em cam kết zin nguyên bản ha, không zin tặng máy. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm em đem đến cho cô chú anh chị á, thì sau khi mà mọi người sử dụng cái sản phẩm của em rồi, đúng không, cái gặp người thân bạn bè hỏi ơi cái máy mày mua đâu mà ngon dữ à, tiết kiệm mà đẹp ghê như một cái máy mới, ví dụ vậy đi, nói ừ tao mua của thằng Cường, thấy không, cái đó là cái thành quả lớn nhất của em, chứ không phải là cái tiền đồng lãi. Thì em biết đồng lời đồng lãi, kinh doanh phải có đồng lời đồng lãi, nếu mà nói mà không quan tâm đến đồng lời đồng lãi là em nói xạo, quan trọng chứ. Nhưng mà em nói em lãi mỏng mỏng thôi, nhưng không cần lãi nhiều, quan trọng là em bán nhiều lần cho một khách hàng, cái đó mới là cái lợi nhuận của em lớn nhất anh chị. Khách hàng đi với em mười mấy năm, 20 năm, đó có những khách hàng đi mười mấy 20 năm anh chị, anh chị tin được không, toàn là những máy siêu phẩm không nè. Cái đầu vào của em không kỹ á, em không đời nào dám cho cô chú anh chị dùng thử 7 ngày. Cái sản phẩm ở cái kho hàng của em á thì anh chị cứ đến lấy dùng thử 7 ngày, không ưng đổi mẫu khác đó. Có vài trường hợp ví dụ như anh chị yêu cầu một cái mã mà em không có, em cần phải order về cho anh chị á, thì cái đó em không có cho dùng thử được, mong anh chị lượng tình mà thông cảm cho em đó. Chứ thật ra em cũng rất muốn cho anh chị dùng thử, đặc biệt là laptop nha, tại vì mình không hiểu được cái nhu cầu của mình ra làm sao. Thành ra ví dụ em nói là mình cần RAM 16 mà lỡ mua con RAM 8 rồi, cái quay ra lỗ tiền triệu chứ không có giỡn, lỗ 10% 15% là mấy triệu bạc rồi. Nhưng mà riêng em Cường là cho dùng thử, phù hợp với nhu cầu thì lấy, không phù hợp thì cứ ghé đổi là mẫu khác, hoàn toàn không có lỗ lãi gì hết. Đây đẹp 400, đảm bảo với anh chị là cái giá cạnh tranh, cái giá thì em công khai hết.